Các anh em thân mến, chúng ta phân tích như thế này cho dễ hiểu này. Ngày nay ấy, thì là hầu hết 99% tất cả các quốc gia trên thế giới ấy, là đều có cái hoạt động xuất nhập khẩu, buôn bán, kinh doanh thương mại với những quốc gia còn lại. Thì đến những cái quốc gia nhá, mà cái giá trị xuất khẩu của họ lên đến 45-50%, thậm chí là có những quốc gia lên đến 55% trên cái GDP trong một năm mà cái quốc gia đó làm ra nhá. Đó, thì điều đó có nghĩa là họ cần một hoặc là hai ba đồng tiền chung, một cái đồng tiền được tất cả các quốc gia còn lại chấp thuận thanh toán. Và đồng USD là một cái đồng tiền mà đang phổ biến nhất hiện nay. Thậm chí là có những cái sản phẩm mà bắt buộc phải thanh toán bằng USD. Những cái sản phẩm đó là những sản phẩm gì thì mình không tiện chia sẻ ở đây, mọi người lên GG để tìm hiểu nhé. Đó. Đó, thì anh em có còn nhớ không, vào tháng 10, tháng 11 năm 2022 ấy, khi mà Fed tăng lãi suất đồng USD ấy, thì điều đó có nghĩa là họ muốn hút cái đồng USD, cái lượng tiền đồng USD trong nền kinh tế vào cái hệ thống ngân hàng thương mại toàn cầu, bắt đầu đầu tiên là ở Mỹ đã. Đó, thì trước đây ấy, thay vì mọi người gửi đồng USD vào hệ thống ngân hàng, mọi người còn phải mất phí lưu trữ của ngân hàng nữa, thì giờ đây những người đó lại được lãi. Đó, thì vô tình chung ấy, là cái lượng đồng tiền USD tại Mỹ và sau này là tại các cái quốc gia trên toàn bộ thế giới ấy, là nó sẽ bị ít đi. Thì là sao ạ? Thì là giá của tất cả các cái mặt hàng, đầu tiên là ở Mỹ đó, nó sẽ tăng lên. Đấy, đầu tiên là những mặt hàng sản xuất ở Mỹ nó sẽ tăng lên. Đó, vậy thì các quốc gia khác thì như thế nào? Các quốc gia khác ấy, là thay vì ngày xưa ấy, là họ chỉ mất có, ví dụ như ở Việt Nam đi, chỉ mất có 23.000, mình lấy ví dụ như vậy, họ mình chỉ mất 23.000 để mua đồng USD. Nhưng mà kể từ khi Fed tăng lãi suất lên ấy, thì chúng ta mất lên đến 23.300, 23.400. Đấy, mình lấy ví dụ nôm na là như vậy nhá, để mua đồng USD. Đó, bởi vì giờ đây nếu đứng ở một cái góc độ là sản phẩm thì đồng USD nó là một sản phẩm, nó là một sản phẩm độc quyền của Mỹ, nó là một sản phẩm độc quyền của Fed. Đó, thì một sản phẩm mà ai cũng cần, cần số lượng rất là lớn, bao nhiêu cũng cần, vô hạn. Mà bây giờ nó lại khan hiếm thì đương nhiên là giá của nó sẽ cao lên, đúng không nào? Đấy. Thì giờ đây các quốc gia trên thế giới bắt buộc là phải dùng cái đồng tiền nội tệ của bản thân mỗi quốc gia đó là phải dùng nhiều hơn để mua một đồng USD. Đó, đó. Nên là gì? Nên là các cái quốc gia khác, các cái quốc gia trên thế giới ấy, là để hạn chế được cái sự thâm hụt trong cái hoạt động xuất nhập khẩu của mình ấy, thì họ làm sao? Họ lại cũng bắt buộc là phải tăng lãi suất của cái đồng tiền nội tệ của họ lên. Đấy, và đó cũng là một trong những cái phương pháp làm để giảm cái tình trạng lạm phát nhá. Đó, thì đối với Việt Nam thì ở thời điểm quý 1 năm 2023 thì theo mình được biết là lãi suất cho vay để mua bất động sản bây giờ nó đã lên đến 13,9% rồi. 13,9%, và bản thân mình cũng là một người vay để mua nhà, và mình chắc chắn cái con số đấy là con số thật sự nhá. Đó, thì đối với nền kinh tế Việt Nam thì sao? Thì chính phủ của chúng ta cũng có những cái biện pháp, có những cái phương pháp tài khóa riêng của nước mình. Đó, tuy nhiên về mặt nguyên lý chung thì lãi suất của Việt Nam cũng đang tăng giống như các cái quốc gia trên thế giới, đúng nào? Và bất động sản là một cái tài sản có giá trị rất là cao. Đấy, khoảng 95% những người mua, những người đầu tư bất động sản đều vay tiền của ngân hàng, nói hoa mỹ hơn là đều dùng đòn bẩy ngân hàng. Đó, thì giờ đây khi mà lãi suất tăng, tức là gì? Tức là lãi suất huy động mà ngân hàng trả cho những khách hàng cho ngân hàng vay ấy thì nó tăng lên. Ví dụ như trước đây nó chỉ có 5% thôi, 5,1% thôi, giờ đây nó lên 6%, 7%, 8% chẳng hạn. Đó,
Thì những cái người mà có tiền bây giờ ấy, thay vì để tiền vào cái hoạt động kinh doanh đấy, hoặc là cho những cái đối tác vay với nhau, thì họ giờ đây họ lại gom cái tiền đó họ bỏ vào ngân hàng để họ lấy lãi, bởi vì lãi nó đang rất là cao, mà nó lên đến 8%, 9% là một cái con số lãi tương đối là kỳ vọng ở thị trường Việt Nam, đúng không nào? Đó. Thì và cùng với cái điều đó ấy, là giờ đây cái lượng cái số lượng người mà tiếp cận với dòng vốn, các cái doanh nghiệp, những cái đơn vị sản xuất kinh doanh tiếp cận với dòng vốn từ ngân hàng nó cũng sẽ khó hơn, và nó có và nó cũng có thị phần, tức là nó có cái zoom tín dụng cho từng từng lĩnh vực thì nó cũng có giới hạn. Đó nghĩa là gì? Nghĩa là lãi suất đi vay bây giờ người dân phải trả cho ngân hàng là nhiều hơn, và cái điều kiện để được vay, điều kiện đáp ứng để được vay của mọi người, của những công ty, của những doanh nghiệp thì nó lại khó hơn rất là nhiều. Và quan trọng nhất là cái zoom dành cho những cái lĩnh vực khác nhau thì nó lại có cái số lượng tiền được giải ngân cho những lĩnh vực đó khác nhau. Đó thì nó vô tình chung nó đẩy hết, nó đẩy giá của rất là nhiều những cái sản phẩm thiết yếu cũng tăng lên, đúng nào? Đấy, và sao ạ? Và giờ đây là cái việc sản xuất, mở rộng kinh doanh nó bị hạn chế đi rất là nhiều, doanh nghiệp, người dân tiếp cận vốn từ ngân hàng khó hơn rất là nhiều, lãi đi vay trả cho ngân hàng cao hơn, nên là cái xu hướng họ co hẹp hoặc là họ giữ cái quy mô kinh doanh, quy mô sản xuất của họ là nhiều hơn. Đó nên là dẫn đến cái tình trạng chung là cái việc mua sắm đầu tư nó trở nên hạn chế hơn rất là nhiều, bởi vì gần như là bây giờ mọi người đâu có nhiều tiền nữa đâu. Bởi cái lượng tiền trong nền kinh tế bây giờ nó còn rất là ít, nó lưu thông nó rất là ít. Đấy, đó cũng là một cái cách để cho chúng ta giải thích vì sao thị trường bất động sản tại Việt Nam ở thời điểm quý 1 năm 2023, thậm chí là quý 4 năm 2022 nó khá là trầm lắng. Và đó cũng là lý do mà rất nhiều những nhà đầu tư phát triển bất động sản như là Novaland, như là Vinhome, như là rất nhiều những nhà đầu tư phát triển bất động sản lớn khác ngày 17 tháng 2 vừa rồi, tức là ngày hôm nay, đã có một cuộc họp với chính phủ, với Thủ tướng Phạm Minh Chính để đưa ra những cái đề xuất về cơ chế cho thị trường bất động sản ở Việt Nam.